Ok, chào cả nhà nhé. Hôm nay thì tiếp tục chia sẻ cho các anh chị một cái nội dung liên quan đến cấp phép xây dựng. Thì cái chủ đề ngày hôm nay là cái thời gian cấp phép xây dựng mất bao nhiêu ngày. Đó. Đối với một số anh chị ở cái vai trò là chủ nhà mà mình không có cái kiến thức về xây dựng hoặc là am hiểu về pháp luật xây dựng thì trước khi mà tiến hành cải tạo hoặc là xây mới thì mọi người thường hay phải bắt buộc phải tiến hành một cái thủ tục gọi là xin cấp phép xây dựng mới hoặc là cải tạo không nào. Lúc đó thì mọi người thường hay quan tâm đó là khoảng thời gian bao lâu thì cơ quan cấp phép sẽ trả lời kết quả hoặc là họ sẽ cấp phép cho các anh chị. Đó, mọi người sẽ search Google nè, hỏi thăm đồng nghiệp nè, hỏi thăm về cho cái đơn vị dịch vụ nè. À, hay là đơn vị tư vấn thiết kế này, những người có chuyên môn này, xem tới cái thời hạn là bao lâu. Thì tôi cũng chia sẻ ở đây để cho mọi người có thể có cái thông tin và có cái căn cứ rõ ràng cụ thể để các anh chị có thể có cái thông tin để mà làm việc với cơ quan cấp phép. Ok. Thì theo cái luật xây dựng năm 2014 và cái luật xây dựng năm 2020 sửa đổi bổ sung cho luật xây dựng năm 2014 có quy định khá là cụ thể về cái thời gian này thế nào. Thì ở đây là đối với những cái công trình nhà ở riêng lẻ thì cái thời gian là 15 ngày, còn đối với những cái dự án còn lại thì là cái thời hạn là 20 ngày, thì cơ quan cấp phép họ sẽ trả lời cho các anh chị đó. Và trong cái khoảng thời gian này, các anh chị lưu ý 15, 20 ngày là cái thời gian được tính từ cái thời điểm mà cái bộ phận tiếp nhận hồ sơ, họ chấp nhận cái hồ sơ của các anh chị là hợp lệ, phải không? Tính từ thời điểm đó. Và họ tính chỉ trong cái ngày làm việc hành chính, tức là từ thứ hai cho tới thứ sáu, là mọi người lưu ý vấn đề này. Do đó, khi mà các anh chị tiếp nhận và cái giấy hẹn trả kết quả thì mọi người phải kiểm tra ngay cái thời điểm mà cơ quan cấp phép họ hẹn trả kết quả đó nó có nằm trong cái khoảng thời gian theo luật quy định hay không. Nếu như mà nó sớm hơn thì ok thôi, còn nếu mà nó trễ hơn thì chúng ta có thể là yêu cầu các anh chị tiếp nhận hồ sơ kiểm tra lại phần thông tin phải nào. Đó. Rồi mọi người cũng cần phải lưu ý nữa là khi đến hạn trả kết quả, nếu như bên chỗ cơ quan cấp phép mà họ cần thêm thời gian hay là cần thêm thời gian để họ xem xét cái hồ sơ của các anh chị, nếu như cái dự án của các anh chị mà nó phức tạp thì họ sẽ thông báo cho các anh chị bằng một cái văn bản và trong đó họ sẽ nêu lý do tại sao. Và cái thời hạn mà cho phép để cơ quan cấp phép họ xem xét đó tối đa là 10 ngày thôi nè. Đó, luật quy định rất là rõ ràng và cụ thể để mọi người có cái thông tin. Như vậy, tóm lại là gì? Đối với công trình nhà ở riêng lẻ thì là tối đa là 15 ngày. Đối với các công trình dự án còn lại, tối đa là 20 ngày kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ thôi nè. Và trường hợp cần xem xét thì cho phép tối đa là 10 ngày nữa. Thì các anh chị lưu ý các cái mốc này. Ok, thì nhân đây cũng chia sẻ thêm cho các anh chị đối với công trình nhà ở riêng lẻ, để tiến hành cái hồ sơ xin phép xây dựng thì các anh chị cần phải chuẩn bị những cái hồ sơ sau. Thứ nhất là cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải không nào? Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và những người được quyền thì sẽ cung cấp thêm cái những cái giấy tờ liên quan, những cái giấy tờ cá nhân, ví dụ như chứng minh nhân dân hoặc là căn cước gì đó, những cái hồ sơ liên quan. Và thứ hai là một cái bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế. Thứ ba là cái hồ sơ năng lực của đơn vị cá hoặc là cá nhân hoặc là đứng trong cái hồ sơ thiết kế đó. Trường hợp mà các chị nộp hồ sơ mà cử một người nào khác, tức là mình không phải là chủ nhà, mình không phải là chủ nhà đi nộp mà
nhờ một ai đó thì phải có cái giấy ủy quyền nè, giấy ủy quyền. Ok, thì mọi người nắm một vài cái thông tin như vậy để mà có cơ sở làm việc với các cái cơ quan xin cấp phép xây dựng. Ok, như vậy thì cái video ngày hôm nay kết thúc tại đây. Tôi cũng hy vọng rằng sẽ giúp ích nhiều cho các anh chị trong cái vấn đề và những cái thắc mắc liên quan đến cái lĩnh vực xin cấp phép xây dựng thôi nào. Ok, cảm ơn mọi người. Anh chị nào chưa đăng ký kênh có thể đăng ký kênh và nhấn vào cái nút chuông và nút like để ủng hộ kênh. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều.